Ok, hello anh em. Thì trong clip này mình sẽ giới thiệu với anh em một cái dự án mới, một cách kiếm tiền mới mà mình tin rằng đây là một cái gọi là một cái sự đón đầu xu thế, một cái trend mới cho năm 2020 và 2021. Thì mong anh em hãy cố gắng tập trung để mà đánh giá của mình về tất cả những cái nhận định mà mình đã đưa ra ha. Anh em có tất cả sau cái video này, anh em có bất cứ cái bài cái câu hỏi nào thì anh em cứ comment ở phía dưới ha. Mình sẽ post lên YouTube và anh em comment phía dưới hoặc là trong group của mình. Ok ạ. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu về cái dự án Crowd One ha. Crowd One. Crowd One là gì? Thì tại sao mình lại quyết định tham gia với cái dự án này? Rồi là các cái cách kiếm tiền về Crowd One, các cái chế độ trả thưởng, những cái sự khác biệt của Crowd One rồi với những cái công ty khác, những cái dự án khác ha. Rồi là cuối cùng là cho các bạn nhận định là cái cơ hội, cái rủi ro cũng như là sự lựa chọn của chúng ta là gì. Ok không ạ? Thì trước khi đi vào cái video này á, thì mình xin lưu ý với các bạn là đây là một cái bài rất là dài. Mình sẽ phân tích rất là chi tiết từng cái khía cạnh của cái dự án. Bởi vì mình biết cái dự án này lâu rồi. Thực sự là mình sẽ nói vì sao này. Cái dự án này mình biết các bạn thấy này. Tài khoản này mình đăng ký. Tài khoản này đăng ký là đâu rồi? Tài khoản này đăng ký đây các bạn có thể thấy này. Tài khoản này mình đăng ký rất là lâu nhưng mà mình chưa quyết định tham gia, bởi vì mình còn nghe ngóng, mình còn chứng thực rất nhiều thứ, nhưng hôm nay mình quyết định theo. Bởi vì sao? Bởi vì là mình khẳng định được rất nhiều cái lập luận. Đâm ra là này các bạn thấy này, số người tham gia sau mình đó là gần 1 triệu người nữa, các bạn thấy không? Hình dung không? Gần 1 triệu người tham gia, 834.000 người tham gia. Nên là các bạn hãy hình dung là giả sử hôm nay các bạn xem được video này, các bạn quyết định tham gia vào. Thì chỉ cần tích tắc ngày mai sẽ có chục ngàn người là tham gia theo bạn và 100.000 người tham gia theo bạn sau 1 tuần hoặc 2 tuần, và cái tốc độ nó phát triển cực kỳ kinh khủng. Tốc độ phát triển cực kỳ kinh khủng. Ok đấy, các bạn hãy hãy theo dõi thật kỹ ha. Lấy một cái ly cà phê nhâm nhi và chúng ta cùng nghe và cùng đi vào cái bài này hết tâm mình. Bởi vì thế này, trước khi các bạn đưa ra quyết định thì các bạn phải nghe thật là kỹ ha, đánh giá thật là kỹ để không đánh mất một cơ hội hoặc là không lựa chọn vội vàng, đúng không? Nếu thằng bạn tham gia thì sau này bạn là thuộc vào cái team của mình, thì chúng ta đi đi cùng nhau một cái thời gian rất là dài, thời gian rất là dài nha. Hoặc là khi các bạn quyết định ồ không tham gia nữa, thì các bạn để làm gì? Các bạn có tham gia thì các bạn cảm thấy là ồ mình đã quyết định đúng và mình sẽ tôn trọng quyết định của mình sẽ là gọi là mình sẽ nỗ lực 100% vì quyết định của mình. Hoặc là các bạn không có quyết định thì các bạn ồ không cần, cái này mình không thích. Đó, tức là quyết định hay không thì các bạn hãy xem cho thật kỹ. Ok, bởi vì cái quyết định đó nó sẽ thay đổi cuộc đời của các bạn. Mình cam đoan là nó sẽ thay đổi cuộc đời của các bạn. Thứ ba là những ai vào team của mình thì sẽ được phép sử dụng cái video này để đưa cho những bạn trong đội nhóm của mình xem. Để thuyết phục người khác. Đúng không? Bởi vì cái video này mình làm rất là kỹ, mình mất rất nhiều thời gian để mình sưu tập, mình chứng thực ha. Nên những ai trong team của mình mới được phép là sử dụng cái video này. Ok. Thứ nhất mình sẽ giới thiệu về cái dự án Crowd One. Crowd One này là gì? Crowd One này là một cái công ty liên kết chia sẻ phát triển cộng đồng cho hai cái app gọi là app Affigo và cái Mister, tức là hai cái app này nó đã có sẵn rồi. Còn còn cái dự án Crowd này nó sẽ sinh ra để nó đi phát triển cộng đồng cho cái dự án này, hai dự án này. Và sau khi cái công ty này nó có một cộng đồng, cái app này có cộng đồng, thì bắt đầu nó sẽ liên kết với cả cái nhà quảng cáo để ăn chia lợi nhuận. Và khi mà nó liên kết được với nhà quảng cáo thì nhà quảng cáo sẽ chia lại cho Crowd One là 50%, thì sau đó Crowd One sẽ dùng cái đó để chia lại cho cộng đồng, được không ạ? Thì cách kiếm tiền như thế nào thì tiếp theo mình sẽ nói ha, cái slide tiếp theo mình sẽ nói các cái hình thức kiếm tiền với nó. Công ty này nó sẽ xây dựng một cái doanh nghiệp online như cái Afigo và cái Mister này á, thì nó là một cái game. Afigo là một cái là cái app, cái website để về chuyên về các cái ứng dụng về cờ bạc. Afigo đây đúng không, hay là Mister. Ok, cái này nó đã có sẵn, em hiểu, nó đã có sẵn đó. Đây là một cái ứng dụng về cái sau này nó sẽ tạo ra mạng xã hội về chuyên về game online, đúng không? Bởi vì này, đây là cái Crowd1. Đây Mister. Đây là cái Afigo này, cái này là chuyên về bài bạc. Thể thao bài bạc. Thấy chưa? Thì tại sao mà ở cái dự án Crowd này
nó tập trung về bài bạc và game online. Bởi vì này, cái ngành công nghiệp game này, cái công nghiệp game và bài bạc này, các bạn thấy là nó mỗi năm nó lợi nhuận nó đến là 150 tỷ đô, nó gấp 5 lần cái thị trường của cái điện ảnh. Các bạn hãy hình dung nhá, gấp 5 lần thị trường điện ảnh, nó cực kỳ tiềm năng. Cái đó Crowd One nó tập trung vào khai thác cái thị trường này, nó đã xây dựng một cái business, xây dựng một cái doanh nghiệp online xung quanh cái khai thác cái thị trường này, ok nào. Và Crowd One này nó là một công ty sinh ra để làm gì? Chia sẻ cho nhiều người cùng sở hữu, cộng đồng cùng sở hữu, cùng làm, cùng sở hữu và cùng hưởng. Nói nôm na là thế này, ví dụ như Google hay là Facebook, nó là một doanh nghiệp online đúng không, nó tạo ra cả một cái app cho cộng đồng để gì, một cái website cho cộng đồng sử dụng, sau đó nó liên kết với các nhà quảng cáo để lấy tiền đúng không? Cả cái seller, các nhà quảng cáo vào đấy để lấy tiền đúng không. Nhưng các bạn thấy rằng là doanh nghiệp đó nó của ai nào, nó của CEO nó hoặc là của một nhóm người rất nhỏ, đâm ra cái lợi nhuận, tất cả lợi nhuận sẽ được được thâu tóm trong tay những cái người đấy. Ví dụ Facebook là một của Mark Zuckerberg, ok. Còn đây cái Crowd này nó rất là hay, ý tưởng của ông này rất là hay, tức là gì, là một công ty phát triển rất lớn về ngành bài bạc công nghiệp online, sau này là có thương mại điện tử nữa. Nhưng cái cổ phiếu được chia cho tất cả những người tham gia, nên chúng ta sẽ cùng được hưởng cái lợi nhuận ở trong đấy. Đấy cái hay là cái đâu này, tức là giả sử như bây giờ Facebook mà nó là một cái doanh nghiệp của chúng ta, tức là mình có cổ phiếu trong đấy, thì hàng ngày, hàng tháng, hàng quý mình sẽ được chia lợi nhuận ở trong đấy. Đấy anh em thấy không, mình sẽ được chia lợi nhuận ở trong đấy. Và cái doanh nghiệp của cái app Crowd này, cái công ty này, nó gọi là nó kết hợp hết tất cả những tinh hoa, tức là nó liên kết với các công thanh toán như là sử dụng cái công nghệ blockchain 4.0 để vào để mà tăng cái độ minh bạch, những cái hợp đồng hay là những hợp đồng của các nhà quảng cáo sau này cũng là được sử dụng cái công nghệ blockchain để nó diễn giải cái tính minh bạch và tất cả mọi người đều cùng thấy ở đấy, ok không. Đặc biệt nữa, cái thứ tư đấy là một dự án xóa đói giảm nghèo của châu Phi. Tức là gì, ông này ông nói, ông này CEO này ông nói rằng là nếu như mà tôi tạo ra một công ty, tôi làm giàu, sau đó tôi lại đi đến các nước nghèo để tôi làm từ thiện, thì không khác gì mà tôi chỉ cho người ta một cái cần câu, cái con cá người ta ăn rồi người ta thôi, đúng không. Còn đây, khi mà ông nghĩ đến cái dự án này, thì người ông nghĩ đến những cái nước đói nghèo, những nước đang phát triển, ông ấy bắt đầu đầu tiên từ những người đấy, để làm gì, để những người đấy được sở hữu những cổ phiếu này, để sau này gì, người ta luôn luôn kiếm được đồng tiền, người ta có cơ hội để làm giàu cùng với cái công ty này, ok. Thì đây nhìn chút xíu nữa mình sẽ phân tích tại sao mà nó lại đến từ châu Phi, nó lại đến được nước nghèo. Đây anh em thấy, ví dụ như cái trang này, cái trang Similarweb đúng không, nó là một cái trang chuyên phân tích về cái độ uy tín những ai mà làm online, thì chắc chắn, đặc biệt là những bạn mà làm website thì chắc chắn sẽ biết cái Similarweb này nó đánh giá cái độ uy tín của một trang web, nó đánh giá các nguồn traffic đi vào, ok. Thì ở đây mọi người có thể thấy là với Crowd One, đây anh em thấy không, Crowd One tổng hiện tại bây giờ nó đã đến 200 2,6 là triệu lượt truy cập, ok. Trong đó này, đến từ các nước châu Phi là 20%, chủ yếu đến từ châu Phi, và bắt đầu ông cứ bắt đầu cái dự án này từ châu Phi, sau đó đến các nước Nga hay là đến những nước là Colombia rồi Việt Nam mình chỉ là nhỏ sau này thôi, bởi vì Việt Nam mình là bắt đầu mon men là vào tháng 12 2019, tầm khoảng 3 4 tháng trở lại đây, và sắp tới sẽ rất bùng nổ. Mình đảm bảo với anh em là sắp tới sẽ bùng nổ. Thế tiếp theo là cái số 5 này, cái vị CEO đó là ông Johan đó. Ông Johan ông ấy là một cái tỷ phú, một đa triệu phú ha, ông ấy đa triệu phú, và ông đã có tên tuổi trên cái sàn chứng khoán, cũng như là đưa được rất nhiều cả công ty của ông ấy làm lên cái sàn chứng khoán đó. Thì các cái đồ uy tín của ông ấy thì khỏi cần phải bàn, các bạn có thể lên Google, các bạn gọi ông này, thì ông sẽ, đặc biệt là những cái bạn mà không biết tiếng Anh thì các bạn có thể dịch sang tiếng Việt ha, người ta sẽ giới thiệu cái trang Wikimedia Media này á, thì nó là một cái trang cực kỳ uy tín để viết về các cái dân nhân, các cái người nổi tiếng ha, các cái history của người ta. Thì anh em hãy vào đây sẽ thấy là ông ấy sinh năm bao nhiêu, ở đâu, rồi là ông ấy làm những nghề gì, khởi nghiệp từ đâu, và sự nghiệp này của ông này, đây đây đây, rất nhiều thứ, nó là chứng thực được là ông ấy là người cực kỳ nổi tiếng, ok không, cực kỳ nổi tiếng và cực kỳ uy tín. Mọi người thấy này, cực kỳ nổi tiếng và cực kỳ uy tín, đây cũng là một cái lý do rất lớn để mình quyết định tham gia vào đây, tức là cái người mà CEO xem thử là người đó có uy tín hay không đó. Đây Crowd One này mọi người thấy ha, đây là website của nó, 6,2,1 triệu này, đây đến từ đâu này, traffic đến từ đâu này ha, nó có uy tín hay không này.
Rồi, tiếp theo là trang tiếp theo là trang Alexa. Trang Alexa là cái trang đánh giá cái đồ và là cái đồ cái lượt truy cập, cái độ uy tín của nó có được xếp hạng thứ bao nhiêu trong số những website thì nó được xếp hạng thứ bao nhiêu trên thế giới. Thì anh em có thể thấy rằng là trên thế giới này có hàng tỷ tỷ cái website, đúng không? Tỷ tỷ. Thì hiện tại giờ những website như là Google hay là Facebook hay là YouTube thì nó là những cái top và những cái website là có traffic, lượt traffic truy cập nhiều nhất, hay Amazon. Nhưng với cái AppVigo này, à với cái CrowdOne này thì nó nhận đứng thứ 10.000, rank đứng thứ 10.000 trên thế giới. Thì các bạn thấy cũng khủng khiếp như thế nào không? Tức là nó cực kỳ khủng khiếp. À đây, không, tất cả những cái này, nguồn traffic đến từ đâu là visitor by country, là sao Africa này đó. Thì những cái này nó đều hai website này nó đánh giá như nhau cả, nên là không có gì là đây các bạn thấy không, những cái này là Google, là YouTube, Facebook này là những cái là gì, visitor nó đi vào, truy cập vào cái website crowd đấy, crowd one đấy, ok không? Đó là hai thứ mà rồi, đó là độ uy tín cũng như đánh giá với website, rồi là độ uy tín của SEO. Tiếp theo có một cái website mà nó cũng là đánh giá cái độ uy tín của CrowdOne này nữa, đó là gì? Đó là cái trang website là Business From Home. Đây nó cũng đánh giá gì? Nó cũng đánh giá cái độ uy tín của cái website. Ở đây là những website mà ví dụ các bạn biết là cái website như Nuskin này hay là Amway, đúng không? Nhưng bạn mà biết về cái sản phẩm của Amway hoặc là Amway nó ra đời cực kỳ lâu rồi, nó cực kỳ lâu. Nhưng các bạn thấy hai cái website này, hai công ty này nó lại được đánh giá được sáu cái, đứng sáu cái, đây đứng thứ năm, cái này là đứng thứ 10 và 11 nữa, đứng sáu cái này. Thì chứng tỏ là gì? Cái công ty này cực kỳ uy tín, tức là đồ uy tín miễn bàn. Nhưng có một cái đặc biệt nữa mà cái đồ vượt trội, sắp tới mình sẽ nói cái đồ vượt trội của CrowdOne là gì? Nó trong vòng chưa tới một năm, cái lượng thành viên của nó đã tăng đến 2 triệu thành viên, gọi là chưa từng thấy có một công ty nào mà cái đồ lượng thành viên nó tăng cao để vậy, và đặc biệt là sẽ bùng nổ trong năm 2010 và 2011 này. Các bạn hãy tin, các bạn hãy xem nha. Như mình nói lúc trước, mình đang tham gia và chỉ có mấy tháng thôi, đã gần 1 triệu người tham gia rồi. Sau mình, 1 triệu người tham gia sau mình, nào 834.000 người. Anh em thấy con số này nó nhảy lên từng ngày đây này. Đây là những cái người mà vừa mới đăng ký này. Đó đến từ Anh này, đến từ gì đây, cái gì, Pháp này, Tây Ban Nha này, rất rất nhiều rất nhiều. À, đây là hình như là cái đây là Thụy Điển, cơ này là cơ gì, Đan Mạch cái gì này. Đấy. Và cái đồ trớt của Lão Quan là khỏi phải bàn, đúng không? Thì tất cả những giải hoạt động đều có đầy đủ. Và đặc biệt có một cái thông tin nữa là gì? Nó đã thông báo là tháng 4 này nó sẽ chia cổ tức ngay cho những người nắm giữ cổ phiếu. Đây là một cái chứng tỏ là gì? Nó làm thực, và tất cả những cái đó nó cũng, mình thấy nó làm rất là nhanh, cực kỳ chắc chắn, cực kỳ nhanh, không hề vẽ vời một cái nào cả, đúng không? Đấy, qua những cái đó thì các bạn có thể hình dung được rằng là các bạn có thể lên search tất cả những cái thông tin khác ở website khác hay những cái video khác, thì các bạn có thể là rất rất nhiều cái nguồn để nói về cái đường tin tưởng của cái crowd này. Và bây giờ là mình sẽ có một cái ví dụ như thế này để cho các bạn dễ hiểu đấy. Ví dụ như Facebook hay là Amazon hay Google, CEO là đồng sáng lập hay là có một hội đồng sáng lập chỉ vài người, chục người, đúng không? Thì người ta nắm cổ phiếu, người ta xây dựng công ty lên, sau đó tất cả những cái công ty đó, tất cả những cái lợi nhuận đó sẽ được tất cả những cái người này thu về, đúng không? Như Amazon là ông Jeff Bezos là ông nắm giữ cổ phiếu nhiều nhất, ông là CEO thì ông là người giàu nhất thế giới hiện nay, đúng không? Nhưng mà Crown với Crown One thì cổ phiếu tất cả những cái lợi nhuận sẽ được chia 80% cho cộng đồng. Tiếp theo mình sẽ nói này về cái sự khác biệt của Crown, đúng không? Cái cơ chế vận hành và tại sao nó phát triển một cách kinh khủng như vậy, là hơn 2 triệu thành viên chỉ trong một thời gian cực kỳ ngắn, đúng không? Trong một thời gian cực kỳ ngắn, đúng không? Thì các cái nguồn thu của Crowd1 gồm đến từ đâu? Đó là đến từ cái Affigo này, đến từ Mister này, những cái người đến chơi game. Ngành công nghiệp game là một ngành công nghiệp cực kỳ tiềm năng, nó là mỏ vàng mà Crowd1 sẽ tiến vào khai thác. Tiếp theo nữa là khi mà có cộng đồng, mọi người hình dung là khi có cộng đồng là có tất cả, đúng không? Như ví dụ như như Grab, đúng không? Thì nó sẽ gì, nó sẽ đầu tiên nó chỉ có một ứng dụng gọi xe thôi, nhưng khi có cộng đồng thì bắt đầu nó sẽ khai thác ở trong cộng đồng này. Ví dụ như là thanh toán, ví dụ như là ship hàng, đúng không? Ví dụ như là tất cả rất rất nhiều thứ, tức là có con người trong đấy.
Ví dụ như Facebook bây giờ hiện tại giờ nó ra một cái giống như mà thương mại điện tử vậy đó, cái marketplace của nó sẽ cho đăng bán hàng ở trên đấy, đúng không? Facebook cực kỳ, nó cực kỳ thông minh. Và mình nghĩ là với Facebook thì nó làm gì cũng được, bởi vì nó có tất cả những thứ khác, và tất cả những cái traffic, nó có con người, nó có cộng đồng ở này rồi. Đó. Thì với Crowd đầu tiên là nó sẽ khai thác cái hai cái app Affigo và Mister. Sau đó nó sẽ có cộng đồng, thì là nó ví dụ như cộng đồng của nó hiện tại giờ là 2-3 ngàn người, 2-3 triệu người, đúng không? Thì sau này nó lên 10 triệu người, 20 triệu người, 50 triệu người, rất nhiều khác, thì các nhà quảng cáo sẽ đến với nó, họ nó à sẽ đến hợp tác với nó. Ok, lúc đó là gì? Crowd One có quyền để thu lợi nhuận là 50% từ quảng cáo. Mà tiếp theo nữa thì nó sẽ lên sàn chứng khoán. Cái này mới là cái cực kỳ là hấp dẫn này. Khi mà nó lên đến sàn chứng khoán thì tất cả những người nắm giữ cổ phiếu của nó thì gọi như là giàu luôn. Đấy. Rồi ok. Và một cái nữa là hoa hồng giới thiệu, tức là gì? Tức là những cái mà hệ thống mang lại cho Crowd One, những người vào, nhưng mà cái phần trăm này rất nhỏ so với những cái thu nhập của nó thôi. Được không? Tiếp theo là những nổi bật của Crowd One. Thứ nhất là sau 1 năm phát triển đến 2 triệu thành viên và chuẩn bị tiến tới 3 triệu thành viên. Cộng đồng của công ty này là công ty của cộng đồng, là cùng sở hữu, cùng làm và cùng hưởng. Tức là gì? À mọi người, như mình chia sẻ đấy, đấy là 80% sau này những cái lợi nhuận của nó sẽ chia cho cộng đồng. À cổ phiếu, bởi vì mọi người vào nhá, mọi người tham gia với cái gói thấp nhất của nó là 99 euro, tức là khoảng 2 triệu 6, thì các bạn sẽ được 20% mua cổ phiếu của nó. Hình dung là tức là mọi người vào thì mọi người đã sở hữu cái cổ phiếu của nó rồi. Thì như với 2 triệu thành viên này, à mình ví dụ như 2 triệu thành viên thì ai cũng tham gia cái gói 99 đô đi, 99 euro đi, thì mỗi người sở hữu một chút, đó là công ty của cộng đồng. Đúng không? Cùng làm tức là gì? Tức là với như mình này, mình quyết định tham gia với nó. Ví dụ cái gói này của mình là gói 2.940, 2.499 euro, đúng không? Thì mình là cùng làm với nó, cùng tạo cộng đồng cho nó, cùng sở hữu mà. Và sau này là cùng hưởng. À, cổ phiếu nó lên tất cả những, à, có cộng đồng rộng lớn, các nhà quảng cáo đến càng ngày càng nhiều, thì doanh thu của nó càng ngày càng tăng trưởng, càng tăng lên nhanh. Và mình sẽ được chia vào đấy, vừa cổ phiếu vừa cái những cái lợi nhuận mà người thu được từ cộng đồng, đúng không? Và ví dụ như một người vào thì tức là ông này ông nói là cái mục tiêu của ông là mỗi thành viên ở trong đấy, cộng đồng vào đấy tham gia ngày 1 năm, 1 tháng thì từ 5 đô đến 50 đô hay là 200 đô, với cái tức là người ta là chơi game hay là chơi bài bạc đấy, đúng không? Thì các bạn thử nhân lên xem thử là kinh khủng như này. Tiếp theo là ý nghĩa của nó này, sau đấy chăm nghèo này. À, người ta đưa cho người nghèo cái cần câu kiếm ra tiền. À, thứ ở đây người ta cùng sở hữu công ty, à, chỉ với từ 99 đô, ok không ạ? Sản phẩm Crowd One là gì? Một cái sản phẩm mà vui chơi giải trí online, thanh toán online, tức là không bị hạn chế. À, đây các bạn nhìn này, khi chúng ta xây dựng một công ty thì có hai cái sản phẩm, đó là physical product và cái digital product. Ở đây là digital product, à, tức là gì? Một cái sản phẩm mà online mà chúng ta chỉ sản xuất một lần thôi, à, các bạn có thể là không sản xuất được. Còn ví dụ như hiện hiện nay về tình hình corona, hiện nay được những ai mà sản xuất những cái sản phẩm thông thường ấy, à, gọi là sản phẩm vật lý ấy, thì các bạn thấy rằng là cái tiếp cận khách hàng hay là giao hàng tất cả mọi thứ khác cực kỳ khó, cực kỳ bây giờ là nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, đúng không? Còn với cái Crowd One này, sản phẩm của nó là những cái khóa học về về education này, rồi về giáo dục này, rồi là các cái game hay là tất cả những cái khác đều làm phát triển online cả. Như vậy nó không bị hạn chế bởi bất kỳ điều gì cả, từ lãnh thổ đến thời gian, đúng không? Tất cả mọi thứ nó không bị hạn chế, đó là những cái nổi bật. À, tại sao mình lại tham gia với cái này thì anh em hãy hãy nghe, hãy lắng nghe này. Mình là một người rất là kỹ càng, các bạn có thể thấy rằng là với cái tài khoản này mình đăng ký, nhưng mà phải 1 triệu, gần 1 triệu thành viên tham gia sau mình mới mới quyết định tham gia. Bởi vì sao? Mình rất là kỹ, bởi vì mình khi mà mình quyết định giới thiệu cho anh em thì mình đã cân 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 nhắc rất là kỹ, bởi vì mình các bạn như cái bàn mà tham gia với mình đó, hay là những bạn theo dõi mình cũng có thể thấy rằng là mình chủ yếu là mình hoạt động với cái lĩnh vực là Amazon FBA. Mình không phải là người không kiếm ra tiền, nhưng mình luôn nghĩ là có một hình thức nào đó mà để có thể giúp các bạn. Trước hết là giúp mình cái đã, anh em hiểu không? Trước hết là giúp mình cái đã, sau đó là giúp nhiều người khác, đúng không? Sau đó giúp nhiều người khác, mà nhưng mà nó không có cái hệ lụy, không có một cái, ví dụ như các bạn có thể thấy tất cả những cái dự án mà lâu bấy lâu nay, như các bạn hay là landing hay là các bạn hay là tham gia là lấy lãi, rồi là đó là những dự án giống như là Ponzi đấy, nó tiềm nuôi rủi ro rất là cao. Ai đến sớm thì được, ai đến muộn thì rủi ro cực kỳ cao. Nhưng cái này mình thấy là nó hầu như là không có rủi ro, đúng không? Đây là một dự án thật, mọi thông tin đều thật, từ người CEO, từ cách nó làm, à, từ giấy phép, tất cả mọi thứ nó đều rõ, ngay đến cái thông tin mà nó chặn đăng kiểm cố tức
trước khi lên sàn nó chỉ cổ tức cho anh em, thì chứng tỏ thấy rằng là nó là một công ty thật đến mức nào rồi đúng không? Ý nghĩa của cái ông CEO này tạo ra cái công ty này nó cực kỳ nhân văn, nó cực kỳ nhân văn và nó cực kỳ đặc biệt. Đó là lý do tại vì sao mà nó được hưởng ứng cực kỳ lớn, nó tạo ra một cú sốt. Ok, rồi là nó phát triển trong lĩnh vực hot cực kỳ tiềm năng, đó là game online và bài bạc online. Sau này khi có cộng đồng nó sẽ mở ra một cái sàn thương mại điện tử nữa, rồi là đưa vào sự số Zpot, rất nhiều cái, rồi thẻ thanh toán, rất nhiều cái hình thức mà nó có thể khai thác. Vì CEO này quá nổi tiếng, quá thành công và quá trớt ha, như mình đã nói thì các bạn có thể lên trang là Wakai Media, các bạn hãy lấy Google các bạn search cái ông này, những video của ông này nói ha, rồi là đọc về ông này, các bạn có thể dịch ra ha, thì các bạn thấy rằng là ông này cực kỳ là trớt, cực kỳ là nổi tiếng ha. Ông ấy không đã, thứ nhất là tiền của ông là rất là nhiều, thứ hai là ông đã có một cái lịch sử là ông đã tạo ra rất nhiều công ty và đưa lên sàn chứng khoán, không dễ gì mà ông tạo ra hiện tại ông để tạo ra một cái công ty lừa đảo cả. Ok không ạ? Cái thứ tư là mình muốn là đạt được cái mục tiêu tài chính của mình nhân, nói ngắn gọn là vậy đúng không, và các bạn cũng như vậy luôn. Sau này các bạn có thể các bạn nhìn nhận, các bạn giới thiệu người khác, đó cũng là vì các bạn mà vì người khác đúng không, cũng là vì mục tiêu tài chính, sau đó là cũng thể giúp được người khác. Như là mình làm Amazon FBA thì các bạn thấy là mình cũng có mở khóa học, cũng giới thiệu cho các bạn, cũng là làm, nhưng mà cái tỷ lệ thành công không phải không như mình mong muốn đúng không. Ví dụ như là các bạn phải có một cái lượng tiền nhất định, rủi ro rất cao. Ví dụ như là các bạn phải tốn, ví dụ như quả của mình các bạn phải tốn 3.000 đến 4.000 đô, thậm chí là bữa nay là 3.000 mình làm được rất ít đúng không, làm được rất ít. Hồi xưa thì độ cạnh tranh nó thấp, nhưng bây giờ độ cạnh tranh nó càng cao, càng ngày nó càng khó, nên là gì, rủi ro cũng như là cái sự cố gắng nó phải cực kỳ nhiều, phải tâm cực kỳ nhiều. Thì ở đây với hình thức này mình cảm thấy rằng là nó cực kỳ tuyệt vời, nó cũng không có tốn gì cả đúng không, chỉ mất bắt đầu từ 99 euro, tức là khoảng 2.6 triệu đó, là hướng đến cộng đồng. Thì các bạn hãy để ý, những công ty nào hướng đến cộng đồng thì phát triển rất là nhanh đó. Công ty nào hướng đến, tức là nó giải quyết một vấn đề nào đó cho cộng đồng thì nó sẽ đi cực kỳ nhanh. Tiếp theo là cái cơ chế trả lương thưởng của công ty là quá ưu đãi, quá hấp dẫn, nó lâu dài, là nó quá minh bạch. Vì sao nó lâu dài? Bởi vì chúng ta nắm giữ cổ phiếu đúng không, giống như giả sử như bây giờ mình nắm giữ cổ phiếu của Facebook thì có phải là hàng tháng mình được chia cổ tức không, mình chẳng cần phải làm gì cả, nó cực kỳ lâu dài đúng không. Tiếp theo là có một cái cơ hội để kinh doanh, đó là mình tạo cộng đồng với công ty thì mình được hưởng hoa hồng. Tiếp theo nữa là rủi ro cực kỳ thấp, và càng sớm thì nó càng lợi thế. Mình sẽ phân tích cái phần vào càng sớm càng lợi thế này sau. Nhưng mà cái rủi ro cực kỳ thấp tức là gì, anh em hãy nhìn này, với cái gọi với tham gia về nó để tạo cộng đồng á, thì gọi thấp nhất của nó là gọi 99 đô, tiếp theo là gọi là 299 đô, tiếp theo là gọi euro, tiếp theo là gọi 799 euro, và gọi cao nhất là gọi 2499. Tức là gì, mình cũng không mong các bạn là thực sự mà nói nha, mình không mong các bạn là vào cả là gọi vào gọi gọi là 2499, không nào, các bạn hãy bắt đầu với 99 euro trước, sau đó các bạn ngắm, các bạn thấy rằng công ty này tốt đúng không, thì bắt đầu các bạn muốn được hưởng nhiều quyền lợi hơn, thì các bạn sở hữu nhiều cổ phiếu hơn, các bạn có được cả cái được thăng chức hay là những cái level nó cao hơn, thì các bạn nhận nhiều cái, các bạn hoạt động lớn hơn, hoặc các bạn tạo cộng đồng nhiều hơn, thì các bạn phải được hưởng nhiều hơn chứ đúng không, thì các bạn có thể nâng cấp nó lên, không vội đúng không, không vội. Nên rủi ro ban đầu vào là cực kỳ thấp. Ok, mình nghĩ là với 99 euro, tại sao mình nói là cái này nó rất hợp với những bạn mà sinh viên, những bạn đang khát khao có một cái gì đó, đặc biệt là cái mùa corona này nữa. Nó thất nghiệp rất là nhiều, rồi là các công ty đóng cửa cực kỳ nhiều. Và sắp tới nó sẽ là một cuộc khủng hoảng. Thì đây là một cái rất là hay để các bạn làm. Đây, cái thu nhập thụ động mình đã nói lúc này là mình có cổ phiếu, có công ty là ăn nên làm ra, mình sẽ được chia cổ tức đúng không, mình được chia lợi nhuận. Các bạn hãy nhớ, nó không hề bán vẽ nhé, mình đang nghiên cứu được kiện này, nó không hề bán vẽ. Tiếp theo còn một cái này hay nữa là cái này nó khác biệt mà mình mê nó lên này, đó là chỉ là cái bệ tài chính của nó. Nó có 18 cái bệ tài chính ha. Thì các bạn thấy này, bệ tài chính tức là gì, những công ty khác á, xíu nữa mình sẽ nói về cái bệ tài chính này, là nó sự khác biệt của Crowd và Facebook hay là Grab hay những cái công ty khác. Tức là gì, nói dễ hiểu tức là gì, khi mà giả sử người ta có cộng đồng đúng không, cộng đồng thì giả sử cộng đồng thiếu, giả sử nó ba đến bạc một cái ai đó đến bàn bạc, hay là mua một cái gói về giáo dục hay tiếp theo là mua một cái sổ số đúng không, thì đáng nhẽ ra là công ty nó lấy chứ đúng không, nhưng không,
nó chỉ lấy 20% thôi, còn 80% còn lại nó trong đó có 40% nó đưa vào chia cổ tức, 40% còn lại nó đưa vào cái bệnh tài chính này. Tức là gì? Mình giới thiệu người nào, ví dụ mình giới thiệu cho bạn, bạn là cái người đi vào sau mình đúng không, thì bạn mua một cái gói về một khóa học education, khóa học với trị giá là 50 đô la, ví dụ như hoa hồng được hưởng là 10 đô la đúng không, thì trong đó công ty nó sẽ lấy 2 đô la thôi, thu về 2 đô la để nó chi phí, còn lại 8 đô la còn lại nó sẽ trả ngược lại cho cộng đồng những người mà nằm trong cái bệ đó, cái bệ tài chính đó. Ví dụ như mình được lên level 6 thì mình sẽ được hưởng trong cái 6 cái bệ đó, mình sẽ giải thích chi tiết đó ở video 2. Đó là một cái cực kỳ hay mà gọi là cái thu nhập thụ động luôn, đó gọi là thu nhập thụ động luôn. Mình không làm, tức là tại vì sao mình cảm thấy hứng thú là, và các bạn phải nhìn nhận rằng nếu như các bạn quyết tâm làm về cái này thì chỉ cần 3 đến 6 tháng các bạn sẽ có một cái level, thì ở đó sau này các bạn hầu như các bạn không phải làm nữa mà các bạn vẫn có tiền để chạy về. Đó là một cái rất là hay. Ok, mình sẽ giải thích chi tiết hơn ở video số 2, ở cái bệ tài chính này, để mình phân tích những cái hoa hồng. Khi mình phân tích những cái hoa hồng á, thì các bạn sẽ thấy được cái này nó cực kỳ hay, cực kỳ hấp dẫn. Đâu đâu kinh doanh trên toàn thế giới này không bị gián đoạn này đúng không, và có rất nhiều chương trình khác nhau này, casino, jackpot, tất cả đều online, không hề bị gián đoạn, mà một ngành công nghiệp là cực kỳ tiềm năng. Ở đây các bạn nhìn thấy một cái sơ đồ công ty, đó là chỉ có bốn gói nhỏ, độ cao nhất chỉ có là 2.499 euro, thì các bạn thấy rằng là nó có muốn, có phải muốn cái vốn không, còn muốn gom gói đầu tư không, muốn tiền không? Không phải, nó chia nhỏ ra một người một tí, một người một tí, là muốn cộng đồng, là muốn những người giới thiệu, người ta giới thiệu về cái này và mỗi người được hưởng một ít. Các bạn đã từng chơi rất nhiều cái sân khác, sân tài chính khác, các bạn thấy rằng là bao nhiêu cũng được, 100 ngàn đô cũng được, 200 ngàn đô cũng được, hay là nửa triệu đô cũng được, nhưng ở đây không, mỗi người phải KYC đàng hoàng, tức là phải gì, phải upload cái thông tin, phải được verify đúng không, và rất nhỏ thôi, tham gia một số rất nhỏ thôi, mà cái nó muốn là gì, là giới thiệu làm việc cùng nó, giới thiệu cộng đồng cho nó càng ngày càng rộng lớn, càng ngày càng rộng lớn và cùng hưởng với nó. Đấy, đó là một cái giá trị lâu dài. Rồi tiếp theo, mình là một người phát triển cộng đồng, có rất nhiều người muốn phát diện mình tham gia và muốn mình giới thiệu đúng không, nhưng mà mình chọn cái dự án thực sự, chọn thực sự. Mình đã biết về cái này rất lâu, nhưng mình đã được mình biết về cái này rất là lâu, nhưng hiện tại giờ, đặc biệt đối với mùa corona nữa, mình thấy là nó rất là hay để cho mình cùng anh em cùng làm. Đương nhiên các bạn thấy rằng là mình cũng vẫn phát triển Amazon FBA, hoặc đội nhóm mình vẫn phát triển, hay là các bạn khi làm cái này các bạn cũng làm những công việc các bạn bình thường. Ở đây trước ở giai đoạn đầu các bạn chỉ nghĩ là một cái gọi là một cái part time thôi, nhưng khi các bạn làm một thời gian thì các bạn thấy nguồn thu nhập của nó cực kỳ kinh khủng, cái cơ chế của nó rất là hay. Đó là những cái tổng hợp những cái lý do mà tại sao mình lại quyết định tham gia với nó sau một thời gian mình kiếm chứng. Sau một thời gian mình kiếm. Còn các bạn khi tham gia thì các bạn đương nhiên các bạn có lý do riêng để các bạn tham gia, thì hãy xem thử có các bạn có trùng cái lý do với mình không. Tiếp theo là kiếm tiền với crowd one như thế nào, những ai là người phù hợp. Thứ nhất là các nhà đầu tư hay các nhà đầu cơ thì mua cổ phiếu, thì đương nhiên giai đoạn đầu thì có sẽ có những cái gọi là nhà đầu tư thiên thần, cái nhà đầu tư mà trong cái vòng kín á, thì được sở hữu cổ phiếu, khi nó khởi động được sở hữu cổ phiếu. Nhưng sau đó rồi thì những người này đều là các nhà đầu tư này thì chỉ được mua cổ phiếu cũng như là những người phát triển cộng đồng thôi, tức là gì, với gói là 2.499 đô là cao nhất, và phải KYC đàng hoàng đúng không, phải xác minh danh tính đàng hoàng đó. Thì nếu như mà để mà mua người mà đầu cơ mua cổ phiếu để nắm giữ không thôi á, thì là các bạn phải mất một số tiền cực kỳ lớn để mà mua được. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn thấy này, khi các bạn vào thì 20% nó chỉ mua cổ phiếu thôi, còn 80% nó sẽ trả hoa hồng lại cho cái người giới thiệu, có cái hệ thống chứ không phải là người giới thiệu trực tiếp nhé, cho cả cái hệ thống để nó nuôi cái những cái người mà đưa cái cộng đồng để cho nó đúng không. Nên những người đầu cơ hầu như là rất ít, mà các bạn xác định vào đây là các bạn phải làm, chứ không phải là nghĩ là ồ vào đây mua rồi là hàng ngày xin lại, ồ tại sao mà mình muốn một cái cơ hội là chỉ cần bỏ tiền vào hàng ngày có tiền cho mình. No 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 no, các bạn nhớ rằng các bạn qua một mùa coi vừa rồi, qua một mùa rất nhiều cái dự án đó là chết, bởi vì những người ta muốn kiếm tiền nhanh, một người ta không hướng đến một cái giá trị lâu dài, rất nhiều người chết, rất nhiều người bán nhà, rất nhiều người đã phải là mất rất nhiều tiền vào đấy đúng không, chỉ vì một cái tham vọng là bỏ tiền vào đấy không làm gì nó có tiền, chết ngay lập tức, mình đảm bảo đúng không. Cái người thứ hai là người phát triển cộng đồng, đây là những người chính với số vốn cực kỳ nhỏ, từ 99 euro thôi,
nó có thể là sinh viên, những người này có thể là sinh viên, những người muốn chỗ khởi nghiệp, đúng không? Những người đã có đội nhóm sẵn, hay như này, các bạn nhìn này, những người mà có đội nhóm sẵn, hay những người như bảo hiểm, hay là Amway, hay là Nu Skin, đúng không? Đã có đội nhóm sẵn, hay là những người đang làm những cái công ty mà có cái phát triển về đội nhóm ấy, thì rất rất là tiềm năng, rất rất là lợi thế khi mà phát triển cái này. Ok, còn các bạn mới bắt đầu cũng không sao. Tuy nhiên, không ai mới lúc đầu vào mà đã có sẵn một cái hệ thống cả, đã có sẵn người cả. Nhưng khi các bạn quyết tâm với nó, thì các bạn sẽ tạo ra được một cái đội nhóm riêng cho mình. Làm việc với đội nhóm mới cực kỳ tuyệt vời. Ok, hay những người làm công ăn lương, hay các bạn nội trợ, hay những người muốn tạo ra một thu nhập thứ hai thứ ba cho mình, đúng không? Cũng những người muốn tạo ra nhiều nguồn thu nhập. Ok, ở đây các bạn thấy chưa chắc những người nhiều tiền đã có được nhiều, đã được tạo được, đã kiếm được nhiều tiền với Gram hơn các bạn. Chỉ cần số tiền nhỏ, sau đây mình phân tích là chỉ cần số tiền nhỏ thôi là các bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền thôi, hoặc là các bạn may mắn, hay các bạn may mắn kiếm được một vài người mà người ta làm việc thì các bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chút xíu nữa mình sẽ phân tích, bởi vì nếu như các bạn may mắn thì các bạn vào một cái nhánh và các bạn có thể ăn đến 40% hoa hồng. Đó, rất là ghê. Đây, chút xíu nữa nha, để mình phân tích cho hết. Các bạn hãy hình dung như thế này này, giả sử quay ngược thời gian lại cách đây 10 năm, hay 15 năm, hay 20 năm trước khi Amazon ra đời hay là Facebook ra đời, thì có ai biết ngờ rằng là những công ty này, nói ví dụ như Amazon thì được đây chỉ có phải chỉ vài đô, và bây giờ để nó gần 2.000 đô, lúc nó cao điểm đến khoảng 2.200 đô, nó tăng bao nhiêu lần tài sản? Mấy nghìn lần tài sản, 1-2.000 lần tài sản. Tức là gì? Nếu như các bạn nắm giữ, lúc đó các bạn nắm giữ 1.000 cổ phiếu của Amazon, ok, 1.000 cổ phiếu của Amazon, tức là với 1.000 đô lúc đấy, 1.000 nhân với bây giờ mình đến 1.500 lần, thì các bạn có thể có 1.500.000 đô thời điểm hiện tại, 10 năm sau, 17 năm, đúng không? Đấy, đó là sự lựa chọn. Còn ở đây các bạn nhìn này, giả sử như nắm giữ cổ phiếu chỉ là một vấn đề thôi, chỉ là một nguồn thu nhập thôi, nhưng mà bởi crowd nó cho chúng ta rất nhiều nguồn thu nhập. Chúng ta làm, ta vừa được hưởng cổ phiếu mà vừa được hưởng cái hoa hồng, vừa được hưởng cái bệ tài chính, rất là hay. Hay là cổ phiếu của Amazon cũng vậy, của Facebook cũng vậy. Ai biết được Facebook mà phát triển như thế này, lúc đầu mới ra ai như vậy, đúng không? Hay là Bitcoin, có ai nghĩ rằng là cách đây 10 năm thì nó có giá này không? Nếu như có giá này thì ai cũng có hết rồi, phải giá lúc đó nó không phải như vậy, đúng không? Thì đó là cách nhìn nhận của mọi người. Đây là cái mà các bạn cần phải hiểu, nhưng mà trong cái video này mình sẽ giới thiệu quá thôi, mình sẽ chỉ giới thiệu quá cho các bạn xem thử là để các bạn hiểu được một phần nào là về cái cơ chế. Còn cái video sau mình sẽ giới thiệu sâu hơn, hay là khi các bạn vào đội nhóm của mình sẽ giới thiệu sâu hơn cho các bạn là những cái cơ chế, cái bonus này là gì. Mình sẽ giải thích cặn kẽ, hay là các bạn có câu hỏi mình sẽ giải thích cho các bạn. Ok, đầu tiên cái nguồn thu nhập này gồm là gì? Thứ nhất là cái stock là gì, tức là cái cổ phiếu. Là khi mà mình vào với công ty, quyết định tham gia vào công ty, thì số tiền mình tham gia thì nó 20% nó sẽ mua cổ phiếu. Chính vì vậy cổ phiếu của nó càng ngày càng tăng là vậy. Các bạn thấy này, cổ phiếu của Mister tăng 98 lần. Hiện tại nó có giá 0,99 đô, đúng không? Cổ phiếu của Avigo nó tăng 2,83 lần. À nhầm, nó tăng 41,5 lần. Hiện tại nó có giá là 2 đô 84. Tức là người ta ứng vào thì công ty mua cổ phiếu, người ta công ty mua cổ phiếu, tức là công ty đang bán cổ phiếu cho các bạn. Đấy, các bạn cùng sở hữu, đồng hành cùng sở hữu, thấy chưa? Mình sẽ vào đây, mình sẽ nói cho các bạn biết là cái bonus của anh em là gì. Bonus của anh em là gì nha, cái cách kiếm tiền. Thứ nhất là cái streamline bonus. Streamline bonus là gì? Đây, nó có rất nhiều cái, đây, nó có 20 cấp. Tức là gì? Này, nếu như các bạn ở level 1, các bạn đăng ký gói 99 đô. Gói white là màu trắng là 99 đô này. Gói bạc là gói gì? Là 299 đô này. Gói R này là gọi là 799, và gói T này là gọi 2499 đô, đúng không? Nó có bốn gói như vậy. Thì hiện tại khi mà các bạn vào, giả sử gói bạc này mà 6 bạn vào là đã đủ 250 người, đúng không? Thì các bạn được hưởng 2, ở đây các bạn được 2,5 đô một tuần trong vòng 4 tuần. Để gì? Để các bạn được quyền mua cổ phiếu. Nếu các bạn hình dung này, không phải là các bạn được tiền đâu, 80% là các bạn hưởng tiền mặt, nhưng mà 20% là các bạn được mua cổ phiếu. Cái đó là cái không nói rồi. Còn đây là cái thưởng cho các bạn trong vòng 4 tuần. Thì ví như mình, đúng không? Mình nói đơn giản, ví như mình là mình gọi bạc này, đúng không? Mình gọi bạc
à gói gói titanium này, titanium này, gold là gói vàng này, titanium này mình là 2499, nhưng cái joy atomy của mình là 800 người đúng không? Đáng nhẽ như mình đang hưởng ở đây rồi này, đáng nhẽ như mình hưởng ở đây này đúng không? Đáng nhẽ như mình hưởng ở đây rồi, nhưng các bạn phải có được bao nhiêu? Ít nhất 10 người tham gia. Dưới bạn có 10 người tham gia thì lúc đó các bạn mới được hưởng. Đây thì mình được hưởng là 150 đô mỗi tuần, thì một tháng mình có được là 600 đô đúng không? Tháng đầu tiên mình sẽ có 600 đô để được quyền mua cổ phiếu. Các bạn nhớ là cái quan trọng là cổ phiếu mới là quan trọng, không phải tiền mặt nhé. Mọi người đừng nghĩ tiền mặt, nhưng ở đây là cho cổ phiếu, cho cổ phiếu được cả lâu dài sau này mình được, thấy chưa? Cái đó là cái streamline bonus rồi thứ nhất. Cái thứ hai, cái education này là không nói rồi, tức là gì? Là công ty nó có một cái đây, education mà là này, có cái gói giáo dục đúng không? Gói giáo dục để mà mua, để mà các thành viên có thể mua à, thì là người ta sẽ chia hoa hồng cho các bạn đúng không? Ví dụ như mình giới thiệu một người nào đó, nhưng người nào đó mua một gói giáo dục thì mình cũng được hưởng hoa hồng. Ok, matching bonus. Matching bonus này là gì nhỉ? Matching bonus này là cái thu nhập, từ thu nhập của không, đây thiếu một cái nữa, à, cái này đây. Cái hóa nhập từ hệ thống. Nhầm. Đầu tiên mình phải nói đến là cái hóa nhập từ hệ thống là hóa hồng nhị phân. Tức là gì? Hai cái, hai bên gọi là nhị phân. Rồi. Hóa hồng nhị phân. Tức là gì? Ở đây hóa hồng nhị phân tức là gì? Ví dụ như đây hóa hồng nhị phân này, các bạn thấy này. Hóa hồng nhị phân tức là khi các bạn vào đây nha, các bạn vào thì các bạn sẽ ở, ví dụ như các bạn trong đội nhóm của mình, các bạn sẽ có một cái nhấn mình gọi là nhấn hiện tại gọi là nhấn bên trái ha, các bạn tham gia bên phải đúng không, các bạn giới thiệu những người bên phải để được hưởng hoa hồng á, thì gì, ít nhất các bạn phải bỏ một người ở bên nhấn trái này, bỏ một người ở nhấn trái này, sau đó là tất cả những người khác bỏ bên nhấn phải của các bạn, được chưa? Thì các bạn nhớ này, nhớ cho kỹ này, nhấn các bạn thả một người bên nhấn trái này, nhấn mình á của người khác á, thì các bạn là ít nhất là nó phải phát sinh cái gói thấp nhất ha, không cần nhiều, nhưng mà ít nhất phải gói thấp nhất. Sau đó các bạn này về đây, mình ví dụ hiện tại giờ tổng dân số của bên này là 10.000 đô đi, ok 10.000 đô, thì khi các bạn vào ở đây một, có một người vào gói là, vào cái gói là 99 đấy, nhầm, 99 euro, euro chứ không phải đô nhá, 99 euro, thì các bạn sẽ được hưởng bao nhiêu? Thì công ty cho các bạn hưởng ba cái tỷ lệ, một tỷ lệ 11, tỷ lệ 21 và tỷ lệ 31. Tỷ lệ 31 là tỷ lệ lớn nhất, và lý do tại vì sao các bạn phải tham gia càng sớm càng tốt, các bạn phải vào một đội nhóm mình càng sớm càng tốt để các bạn hưởng được hoa hồng tốt nhất. Ví dụ như bên này các bạn vào được là gọi là 99 euro thì bên này là nhấn mạnh đúng không, thì các bạn được hưởng tỷ lệ 31 vì bên này lớn hơn không, 10.000 đô mà, 10.000 euro mà đấy, thì các bạn sẽ được hưởng là gì, là 99 cộng với là đây tỷ lệ 31 này cộng với 99 nhân 3 của bên này, tức là 4 lần của cái này, nhân với 10%, bạn được hưởng 10%. Được không? Bạn được hưởng 10%. Tức là 40% của người vào này. Ok? Hiểu không? Hoặc là bên này các bạn chỉ có là 200 đô thôi. Các bạn bên này vào 200 euro thôi. Các bạn bên này vào là 99 euro thì các bạn được hưởng như tỷ lệ 1:2, thì các bạn ở đây là được hưởng 30%. Đó, lấy dân số bên này cộng với hai lần dân số này nữa là 30 đúng không? Nhân với 10% chính là 30%. Có tỷ lệ 1:1 chỉ là 20% đúng không? Lấy 99 bên này. Tại vì sao? Giả sử bên này nhận yếu thì các bạn vào thì các bạn chỉ được hưởng tỷ lệ 1:1 thôi. Các bạn vào một đội nhóm mình thì người ta hỗ trợ cho bạn một nhấn, bạn chỉ làm một nhấn. Đúng không? Thì như vậy bạn sẽ được hưởng tỷ lệ cao nhất là 40%. Thì là không nói đơn giản như vậy là 40%. Đó, một người vào 99 đô thì các bạn đã có 40% của 99 đô là 99 euro là mấy? Là 36. À, gần 40 euro. Đúng không? Đấy, đó là lý do tại sao bác con số không tốt, bởi vì này. Và con số là các bạn xếp được trên những cái người trên, thì người ở dưới đã có dân số thì các bạn được hưởng từ cái đấy. Còn nếu không, các bạn ở càng sau này thì dân số của bạn càng ít, thế như vậy cái tỷ lệ các bạn được hưởng là càng ít. Đó là lý do tại vì sao mà nó bùng nổ là như vậy. Bạn hiểu không? Nó bùng nổ dân số là vậy, nó bùng nổ những người vào với cái này là vậy. Nó là hiểu được cái cơ chế công ty, nó hiểu được cái gọi là cái mindset của công ty này, của ông này đưa ra, à, cái ý nghĩa của nó và những cái cơ chế cực kỳ tuyệt vời. Mình phân tích đúng không? Mình phân tích ở đây. Nó tại sao mình tham gia đúng không? Tại sao mình tham gia? Nó có rất nhiều cái lý do mình tham gia. Đó,
từ công ty nổi tiếng, CEO nổi tiếng, rồi là từ tất cả những thứ khác, từ chế độ lương thưởng, từ cái sự minh bạch, từ cái ý nghĩa rất là nhiều. Ok, cái tiếp theo là cái matching bonus. Matching bonus tức là gì? Tức là thu nhập từ những cái người mình giới thiệu đấy. Các bạn hình dung này, ví dụ như mình tuyển được 5 người, đúng không? Và các bạn này đều được hưởng là 1.000 đô, và tạo ra được thu nhập 1.000 đô một tháng, thì mình được hưởng 10% của người đấy, đúng không? 10% của người đấy tức là gì? Mình sẽ có là 5 người là 5.000 đô, đúng không? 10% là mình sẽ có 500 đô đấy, tức là mình thế nó mới thúc đẩy đội nhóm mình hỗ trợ các bạn ấy làm việc, đúng không? Còn ví dụ như mình tạo ra được một M1, mình tạo ra là được là 4 người, đúng không? Thì mình 4 M1 thì mình được hưởng là 10% của các bạn ấy. Nhưng mình tạo ra được 8 người thì mình được hưởng thêm 10% của cái đời thứ hai nữa. Tức là khi mình giới thiệu được một người giới thiệu được một người nữa thì đó là F2, đúng không? Thì mình lại được hưởng 10% nữa của cái đời đấy nữa. Nó rất là nhiều các bạn ạ, à, nó rất là nhiều. Mình giới thiệu được 12 người thì mình được hưởng được 3 đời, tôi đến F3, đúng không? Đây là một người, mình giới thiệu được ví dụ như là 4 người, 4 người đấy là giới thiệu được thêm là mấy chục người nữa. Những người đấy là giới thiệu thêm, những người đấy giới thiệu thêm thì nó cho mình hưởng là đến 5 đời như thế này, đó là 50%, phải không? Đấy, nhưng chút xíu nữa các bạn khi các bạn nghe các bạn sẽ thấy ô tiền đâu như vậy à, nhưng mà này có phải đa cấp hay không? Các bạn nghe mình giải thích ha, và các bạn hãy tư duy này. Thứ nhất, nó chỉ cho các bạn thu nhập tối đa là 20.000 euro mỗi tuần, tức là 80.000 euro. Ở đây là mình không có cái euro nên mình viết đô nha, tức là 80.000 euro mỗi tháng mắc. Còn nó vượt quá cao hơn thì nó sẽ chia lại cho những cái nó thả vào bể tài chính, hoặc là nó chia lại cho những người nào chưa đến. Chính vì vậy là mắc thu nhập là từ ngày đó rồi, và cái thu nhập này 80% là nhận được tiền mặt, các bạn có thể rút về bằng Bitcoin, bằng Ethereum hay là bằng những cái khác, và 20% nó sẽ giữ lại để mua cổ phiếu. Cái cổ phiếu một cái đó là hay, chỉ được quyền 20% thôi nha các bạn, không phải các bạn được nhiều tiền mà các bạn mua được đâu, chỉ có 20% thôi, tỷ lệ cố định. Ok, đó tức là bạn có tham bạn có tạo ra nhiều thì các bạn chỉ được cái này thôi. Nên khi các bạn nhiều thì các bạn hỗ trợ những các bạn tuyển dưới để những bạn ấy làm việc đôi nhóm mà, đúng không? Để các bạn cùng phát triển của mình. Rồi, tiếp theo cái long term resident này, cái này mày là cái hay này, trong này chỉ là cái này đây, long term resident này, anh cầm đó là cái bệ tài chính ha, cái bệ tài chính đây mình giới thiệu qua. Ai sau này mình sẽ hiểu, mình sẽ giới thiệu cho các bạn lâu hơn, kỹ hơn ha. Hoặc còn các bạn mình zoom là zoom, các bạn sẽ trong đội nhóm của mình sẽ giới thiệu rõ hơn, đúng không? Cái bệ tài chính là gì? Như mình nói lúc nãy là khi mà cái cộng đồng đó, mình cộng đồng những người dưới mình á, đúng không? Mình giới thiệu, đương nhiên là các bạn có những cái level này, ở đây mình nói cái level này trước ha, cấp level này, ok? Thì ở cái dưới này, đây, cái level này nó có rất nhiều. Ví dụ như team lead 1 sao, team lead 2 sao, team lead 3 sao, rồi là coordinator, rồi là đây, ở bên này là các gói. Ví dụ như là thì ở trong cái hoa hồng của các bạn được 1.000 đô thì các bạn là được ý, nằm ở cái bệ số 2. Cái các bạn được 10.000 đô thì là bệ số 5. Ở đây này. Tức là gì? Những cái người này, những cái khi các bạn tạo ra cộng đồng càng nhiều. Ví dụ mình là bệ số 8 đi. Ví dụ mình bệ số 8 tức là gì? Thì dân số mình phải đạt được bao nhiêu đấy? Thì hoa hồng của bạn phải đạt được bao nhiêu đấy? Thì các bạn mới đạt được cái ngưỡng này. Các bạn vào được cái bệ số này. Thì trong cái bệ này nó sẽ cộng hết tất cả những người này cùng một cái bệ, đúng không? Tức là những người vào 6 á, các bạn hình như ví dụ mình có hai người cùng ở cái bệ số 8 này, mình ở cùng level với nhau. Bên này mình giới thiệu được là 1.000 người, bên này giới thiệu được là 2.000 người, đúng không? Thì nó cộng chung lại với nhau. Thì trong 3.000 người này, đúng không? Tổng cộng là 3.000 người, đúng không? Bên 1.000 người, bên này 2.000 người thì là 3.000 người. Thì cộng đồng này là 3.000 người thì nó sẽ được chia cho hai người của mình hoặc là những người cùng xung quanh đấy. Những người này chơi game, những người này mua khóa học có hoa hồng đấy, nó sẽ cộng lại và nó sẽ chia cho những người leader, những người đứng đầu như mình và các bạn sau này. Anh em hiểu không? Đó là cái mà thu nhập thụ động. Nên các bạn thấy này, cái này là tất cả những người mà trên cùng thế giới cùng làm việc, nó cũng vào một cái bệ với nhau mà, đúng không? Cho dù mình ở Việt Nam hay là ở Italia, ở Anh, ở Pháp, ở Mỹ, ở Tây Ban Nha, tất cả mọi người trên thế giới, ở Lào, ở Campuchia, sắp tới là Indonesia và Lào và Campuchia, nó sẽ chạy cái này, nó vừa chạy cách đây mấy ngày. Thì cộng đồng nó càng lớn, tạo ra cộng đồng thì mình cũng được hưởng cái phần trong đấy. Nó hay là hay ở chỗ đấy, tức là
ai cùng làm, tức là mọi người thấy không ai làm hết của các bạn đâu, mà thấy ai làm cái này thì các bạn cùng phải cổ vũ cho họ, bởi vì mình cũng được hưởng cái quyền lợi trong đấy mà. Cộng đồng nó càng lớn thì mình cũng được hưởng mà, đúng không? Các bạn hình dung sau này nếu như nó phát triển như Facebook, nó có cộng đồng nó cũng vài tỷ người, thì các bạn thấy rằng tại sao cái thu nhập cộng đồng này càng lớn, nó rất lớn và nó cực kỳ hay. Tiếp theo là cái phía plot và phần thưởng nhanh, tức là gì? Phần thưởng nhanh này là nó cho mình là 14 ngày. Nó cho mình 14 ngày. Ở đây là cái tài khoản này nó lâu quá rồi, nó không còn nữa. Tức là trong vòng 14 ngày sau khi bạn đăng ký, nếu như bạn giới thiệu được là gì? 4 người vào gói 99 đô thì các bạn hưởng được là bao nhiêu đấy? Là hình như là 360 đô thì phải. Rồi, là các bạn giới thiệu được 4 người gói là 299 đô, bạn hưởng là 799 đô thì phải. Đó đó, tức là cái kiểu nó như vậy, tức là trong vòng 49 ngày. Và mắc là các bạn tham gia gói, các bạn giới thiệu được 4 người gói 2499 đô thì các bạn được hưởng là 3000 đô. Nhưng phần thưởng này chỉ là trong vòng 14 ngày thôi, quá 14 ngày thì nó không được nữa. Ok không? Còn cái network level là đấy, như mình nói đấy. Đây phần thưởng này này. Đây cái network level này. Đó. Team lead này, các bạn là team lead 1 thì là có 500 này. Cái này thì có 1000 này, để nó gì sắp xếp và các bạn vào cái bệ và chia tiền, chia phần thưởng cho các bạn. Ok không nào? Đấy, các bạn thấy không? Các bạn hình dung nó rất là nhiều đúng không? Rất là nhiều nguồn thu, nhưng mà chúng ta hãy tập trung vào đây nguồn thu này này. Đó, đây là bệ tài chính, là cái mà các bạn có thể gì? Nghỉ hưu. Các bạn có thể đó đặt mục tiêu là vào bệ tài chính mấy bao nhiêu. Đó, ở đây. Khi các bạn được lên cái bệ số 10 thì các bạn sẽ được hưởng gì? Với dân số là 500.000 đô. Thu nhập là 500.000 đô thì các bạn sẽ được gì? Được là đi lên du thuyền 7 sao. Vào tháng 10 thì phải, tháng 10. Tháng 8 hay tháng 10 gì đấy, đúng không? Tháng 10 thì 7 sao. Thì các bạn hãy thấy này, như là TCA, các bạn thấy như TCA. Ở đây mình nói cho nhấn là nếu như các bạn vào và nhấn mình á thì các bạn sẽ được hưởng 40%, hoa hồng ha, tỷ lệ 31 40% không? Thì như là một cái các bạn tham gia bảo hiểm chẳng hạn như TCA thì nó cũng đã tăng như thế này. Đúng không? Và nó cho maximum hình như là 75%. Thì phải 75% của cái gói đấy. Ok. Tiếp theo là những cái câu trả lời trước khi các bạn đầu tư, các bạn tham gia cùng với đội nhóm mà tham gia bên mình đó. Công ty đó nó mang lại giá trị gì? Nó có nắm bắt được cái xu hướng hay không? Ở đây các bạn thấy rằng là công ty đó là gì? Nó mang lại giá trị cho cộng đồng. Nó tham gia vào một cái ngành mà gọi là cái ngành công nghiệp giải trí. Game, cờ bạc, cá cược online, sau này là thương mại điện tử, rồi là thẻ thanh toán, rồi là jackpot số số, rất rất nhiều, đúng không? Nó nắm bắt được xu hướng, nó kết hợp được với blockchain vào đấy, đúng không? Người đứng đầu là ai? Có uy tín hay không? Thành công hay như nào? Cái tấm người ta như nào? Ở đây các bạn thấy rằng người đứng đầu cực kỳ uy tín, đúng không? Ông Johan này ông là đá triệu phú, ông đã đưa hình như là 3 công ty lên sàn chứng khoán, mình nhớ ông nhầm là 3 công ty lên sàn chứng khoán mà rất thành công, rất nhiều tiền, đó có tâm hay không? Dự án này các bạn thấy không? Tại sao là các nước châu Phi là các nước mở ra đầu tiên? Ông đi từ các nước đấy, đấy mới là cái hay. Ở đây các bạn thấy rằng không phải nhiều tiền là cứ là thắng trong cái này, mà những người làm trong cộng đồng, những người biết nắm bắt, đúng không? Nó hoàn toàn minh bạch, đúng không? Hoàn toàn minh bạch. Sau này có công nghệ blockchain đưa vào nữa, các cái hợp đồng nhà quảng cáo thì cực kỳ minh bạch. Ok, chế độ giải thưởng các bạn thấy không? Rồi câu hỏi này các bạn, khi mình phân tích cái này các bạn thấy ố tiền nó bao nhiêu vậy, tiền nó bao nhiêu vậy, mà nó phải đôn ponzi đa cấp hay không? Thì để mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn và mình sẽ phân tích cái dòng tiền cho các bạn thấy này. Thứ nhất là những cái công ty như là Nu Skin hay Amway, nó trả hoa hồng rất là cao, đúng không? Cũng làm việc như thế này, hoa hồng rất là cao. Thì ở đây nó cũng như vậy, chẳng qua là gì, đấy là tiền marketing để nó trả lại cho những người giới thiệu. Bởi vì sao? Các bạn hình dung cái này nó có lãi đâu, đúng không? Nó không hề có lãi. Thì làm gì có cái dù mà ponzi, đúng không? Là người trước trả người sau, có lãi đâu. Khi có lãi thì 10 người vào sau mới trả lại cho người trước kia, đúng không? Ở đây nó có giá trị là gì? Hay là sàn Binance này, nó cũng cho là 40% cho người giới thiệu, nhưng mà nó chỉ có một cấp thôi. Đằng này thì có nhiều cấp, đơn giản nó không hề có áp lực trả lại gì cả, có làm có hưởng, không làm thì thôi, đúng không? Đấy, đấy là. Và đặc biệt là gì? Nó dân lấy, công ty nó nói là nó dân lấy 80% để trả lại cho những người giới thiệu đó, những người giới thiệu nó chỉ có trong vòng 80% thôi. Còn là cái bệ thu nhập hay là những cái khác, đó là khi công ty kinh doanh nó kiếm ra tiền thì lúc đó nó mới trả cho các bạn, còn không thì nó không có, đúng không? Nên các bạn yên tâm, ở đây hình như hầu như là nó an toàn 100%. Ok, an toàn 100%.
Vì sao vào càng sớm càng tốt? Thì ở đây mình đã nói ở cái này đúng không? Khi các bạn vào càng sớm thì thứ nhất là giá cổ phiếu hiện tại nó đang thấp. Các bạn vào sau thì nó giá cổ phiếu càng cao. Bởi vì ví dụ hiện tại giờ thì Grow là nó đã chuyển đổi hai cái này là vào $1. Hai cái năng này là quy đổi. Thân bạn thấy không? Sau này là nó sẽ vào là cái ngân công nghiệp của sửa số. Doten. Đâu rồi Grow. Grow. Hiện tại giờ Grow nó đã sáp nhập hai cái cổ phiếu này lại. Quy đổi thân một đó là chỉ có giá trị cổ phiếu Grow thôi, nó $1. Đúng. Nhưng mà các bạn căn vào sau á thì các bạn sẽ sở hữu đơn khi bởi vì cổ phiếu nó tăng giá. Thì các bạn sở hữu đơn đúng không? Các bạn sẽ sở hữu đơn. Tiếp theo. Đâu rồi? Rồi. Hai là khi các bạn vào sớm thì các bạn ở trên những cái người khác. Ở trên những người khác thì hệ thống phía dưới là các bạn đã được tạo ra dân số một nhánh rồi. Các bạn chỉ việc được làm một nhánh. Và các bạn nếu như nhánh bên đây càng nhiều thì các bạn được hưởng phần trăm càng nhiều. Với tỷ lệ 3:1 các bạn được hưởng 40%. 2:1 thì các bạn chỉ được hưởng 30% và 1:1 thì các bạn được hưởng 20%. Rất nhiều nha. Rồi, thu nhập margin này nữa. Nó rất là nhiều. Thì bây giờ chỉ mình đã nói rồi đúng không? Mình đã nói cho các bạn là khi có công ty kinh doanh thì các bạn có chia lại 40% cho cộng đồng. Các bạn thấy nhá, như Facebook hàng tháng nó kiếm được bao nhiêu tỷ đô. Chia là rất là nhiều đấy, đúng không? Ngoài phần cổ phiếu tăng nó còn chia nữa thì nó rất là hay. Rồi. Đây, mình hướng tới là hướng tới cái này này. Đó là thu nhập thụ động. Không cần làm rồi, cần có tiền. Khi các bạn nắm cổ phiếu, khi các bạn vào được cái bệ tài chính thì hệ thống giữa các bạn người ta giới thiệu người vào, các bạn đã có tiền không nói rồi, mà hai cái này là nguồn thu chính để các bạn nghĩ các bạn có thu nhập thụ động. Đấy. Rồi. Ở đây mình sẽ phân tích cho các bạn rõ hơn về sự khác biệt của Grab. Khác biệt là gì? Ví dụ như ở Grab và Facebook. Ví dụ ở Grab các bạn thấy rằng là đầu tiên là nó một ứng dụng gọi xe đúng không? Các cái tài xế là người làm cho nó. Khi các tài xế làm việc thì mới có tiền thôi. Còn nó chả cho cái gì cả. Đúng không? Sau một thời gian hoạt động nó có cộng đồng, đúng không? Nó ra sinh ra những cái hình thức khác như là giao hàng, thanh toán, rồi là gì nữa? Là thẻ thanh toán hay là giao hàng hay là mở rất nhiều cái dịch vụ khác, tức là công ty nào kinh doanh nó có cho các cái tài xế này không? Không có, mà nó đưa về cho những cái CEO, những cái người trong hội đồng quản trị, người nắm cổ phiếu. Đúng không? Đâu có gì đâu. Đúng không ạ? Ban đầu tiên thì nó làm gì có gì. Nhưng mà sau khi có cộng đồng thì nó là người hưởng hết. Đúng không? Bởi vì một mình nó làm, công ty một mình nó mà, công ty của nó mà, nó tự làm, nó tự hưởng mà. Grab khác thấy không? Đúng không? Facebook nó cũng vậy. Bây giờ Mark Zuckerberg nó là người nắm giữ nhiều nhất. Gần 10% cổ phiếu. Mình nhớ ông nhầm là 10%. 300 mấy triệu cổ phiếu đấy. Mà của nó hình là 2 tỷ 8 cổ phiếu. Đúng không? Nó quảng cáo hay là sinh ra cả cái chợ thương mại điện tử thì nó có chia cho ai không? Không, là đưa về. Nhưng đấy thì lại khác. Hay các bạn thấy này. Khác này. Các bạn hồi nãy mình phân tích cho các bạn cái dòng tiền đi vào á thì ở đây trong cộng đồng đưa vào, đi vào thì cả cái gói đầu tư 80% nó trả lại cho cộng đồng, 20% nó mua cổ phiếu ha. Ở đây thì không nói, đây 20% này. Cái gói đầu tư này này, 20% thì nó sẽ mua cổ phiếu, 80% nó trả lại, đúng không? Mà hoa hồng. Còn những cái công ty khi có cộng đồng này, các bạn thấy này, ở đây hiện tại giờ là gần 3 triệu thành viên. Sau này nó lên 10 triệu, 30 triệu hay là 50 triệu, 100 triệu thì cộng đồng rất là lớn, bắt đầu nó kinh doanh, nó sinh ra cả thứ còn lại là kinh doanh này. Kinh doanh ở Apigo là chơi game, chơi bài bạc, rồi là thẻ thanh toán. Rồi Mister là cả cái minh nhầm, ở đây là casino, jackpot, còn đây là game, đúng không? Công ty là kinh doanh, hay là tạo được nhà quảng cáo, hay là các cái thành viên cộng đồng đấy nó chơi, nó sinh ra lời, là công ty tư kinh doanh. Nếu như mà theo Grab và Facebook thì nó sẽ đưa về cho công ty hưởng chứ, đúng không? 100% là đưa về công ty hưởng. Nhưng tại sao? Ở đây tại sao mà nó lại nó chỉ lấy 20%, còn 80% còn lại thì 40% nó sẽ đưa vào cổ phiếu. 40% còn lại nó sẽ đưa vào các bệ tài chính. Bệ tài chính đây này, nó sẽ trả ngược lại cho các bạn. Đúng không? Như thế mới có là ở đây. Các bạn thấy này. Như thế mới có là cái bệ 18 cái bệ này, ai nằm được nhiều thì nó hưởng nhiều. Đó, ai làm việc nhiều thì hưởng nhiều. Thấy không? Ai làm việc nhiều thì hưởng nhiều. Các bạn thấy khác không? Nên cái này nó sẽ rất là lớn. Đây này. Khi các bạn cái bệ tài chính này, khi mà nó cộng đồng của nó lên đến vài trăm triệu người hay là cả tỷ người, nếu như mà nó phát triển tốt cả tỷ người thì cái bệ này càng lớn, thu nhập thụ động của anh em càng lớn, cổ phiếu càng tăng. Đấy, hãy hình dung về cái cơ chế công ty này, nó rất là hay. Mình bị cuốn hút bởi về cái này, mình quyết định đầu quân cho nó là vậy. Ok.
Rồi. Rồi, tại sao bạn không nên bỏ qua? Bởi vì rủi ro là bằng không. Bằng không, gần như bằng không. Các bạn chỉ cần tham gia vào một gói rất là nhỏ. Thu nhập thì có thể tạo ra thu nhập thụ động, thu nhập trực tiếp rồi, mà còn là sau này có thu nhập thụ động nữa. Tại sao bạn vào công sẽ làm tốt? Thì mình đã giải thích lúc này, đúng không? Giải thích lúc này là các bạn vào trên thì nhận trên. Các bạn sẽ có những người nhận dưới. Rồi. Tiếp theo, bạn tham gia này các bạn có đội nhóm. Có những người người ta nói rằng là ủa bây giờ tôi không biết giới thiệu ai cả hay là như thế nào cả. Và tôi ngại làm một công ty như đã cấp dày ngại à, thay đổi về cái suy nghĩ. Cái này làm việc theo đội nhóm là làm việc cực kỳ mạnh à, và nó đem lại cho bạn một cái hay là những công ty bất động sản việc đấy nó cũng là làm việc theo đội nhóm, cái đấy nó là thấy tài thượng theo tầng đó rất là bình thường và đấy cũng vậy. Tiếp theo là may mắn thì các bạn có thu nhập rất là khủng. Mình giải thích cho các bạn biết vì sao may mắn mà là các bạn có thu nhập khủng. Mình là ví dụ nhá, các bạn vào đây, bạn vào sản, cái đội nhóm rất là mạnh đúng không? Các bạn bỏ một người chỉ cần, đôi khi các bạn chỉ cần có hai người thôi, nhưng hai người là hai người làm việc, đúng không? Khi các bạn ở đây, các bạn thả một người vào đây, và cái đội nhóm mình ví dụ bên mình, không bên trái cho mình, bên phải các bạn tuyển được một người hoặc hai người đấy, mà những cái người này người ta đi làm việc, các bạn không cần làm việc luôn, và các bạn những người đi làm việc để sinh ra người này là tuyển ra được 5 người, 5 người kia, 10 người, 10 người, 15 người, 5 người, 15 người tạo chuyện ra là có thể hàng trăm hàng ngàn người mà chỉ các bạn chỉ cần tuyển hai người đúng không, như cái anh Vũ cái anh đứng đầu, cái anh đứng đầu cái này không được mình nói chuyện viện đấy Minecraft, các bạn vào đây các bạn sẽ thấy được ai là người thu nhập khủng nhất đối với là đối với cái đâu rồi nhỉ, ủa anh Vũ là director, anh Vũ là người mà đầu tiên đưa cái này về, hôm trước mình còn nói chuyện đấy. Tiến nói là có một người mà hiện tại giờ anh Tuyền là có đến 700 người. Anh này không ngờ. Hình như không? Tức là khi cái nhấn mạnh bên này có ví dụ như là 1 triệu đô đi đúng không? Và bên này bác các bạn chỉ cần điện một hai người thôi, những người đó làm việc là tuyển rất nhiều người khác, người ta giới thiệu rất nhiều khác. Trên số các bạn có thể đến hàng chục ngàn hoặc là hàng trăm ngàn. Các bạn được hưởng 40% trong đấy. Nó cũng giống như thu nhập thụ động luôn. Đúng không? Nó cũng được giống như thu nhập thụ động. Chưa kể đến cái chuyện mà các bạn được hưởng là cái margin bonus đó mày hoa thu nhập thôi. Các bạn đừng nghĩ là cái này nhiều nhá, là công ty nó lấy tiền đâu trả, nhưng mà nó nằm ở trong 80% là số tiền mà chúng ta đi vào đấy đó. Rồi các bạn tiếp, các bạn hình nhìn thấy là có cái hình thức kinh doanh bên ngoài nào nó như thế này, hầu như là không có đúng không, hầu như là không có, mình thấy hầu như là không có, nó cứ kiểu việt. Tiếp theo là bạn biết hành động với mục tiêu, khi các bạn vào thì bạn phải biết rằng là mình chinh phục mục tiêu bao nhiêu. Ví dụ như bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy mình chinh phục mục tiêu là 1.000 đô một tháng đi, hoặc là 2.000 đô một tháng đi. Ở đây bạn tuyển được 3 người, và những cái người đấy tuyển được một người vào thì tuyển được 3 người nữa đúng không, thì chỉ cần ba cái tuyển được 39 người như vậy một tháng, chỉ cần tuyển được 39 người như vậy đúng không, một người chỉ cần vào gói 99 đô, 99 euro tức là 2,6 triệu, trong hệ thống của bạn có 39 người như vậy thì tổng của các bạn là 3.800. Thì ở đây theo tỷ lệ đây 3.800 này, các tỷ lệ 1:1 thì các bạn đã có gì 772 đô la à, euro, thì trong khi đó là gì là 20% mua cổ phiếu rồi, còn 80% thì ở đây là mình tính ra đô luôn đúng không, bởi vì euro với đô là chênh lệch, thì mình cứ tính là 720 đô. Thì nếu như mà các bạn vào đội nhóm mình, người ta sẽ cho bạn một bên rồi thì các bạn có 1.500 không, thấy không, chỉ tuyển 3 người, hầu như các bạn chỉ tuyển 3 người mà những người còn lại làm việc tiền ba người thấy không, đấy giả sử như ở đây đó, đến tầng thứ tư thì các bạn thấy rằng là nếu như thế này thì các bạn còn 5.000 rồi, các bạn còn 5.000 đô đúng không, cộng với cái thu nhập margin này nữa đây thì 5.000 đô là điều rất là dễ dàng, chỉ 99, nên mình nói các bạn là rủi ro rất là thấp, rủi ro rất là thấp, ý nghĩa công ty rất lớn, mình nên cho mình một cơ hội. Ok. Ở đây. Tiếp theo nữa là các bạn có thể nhìn nhận được cái cơ hội đó hay không? Các bạn thấy giả sử như quay được thời gian là 20 năm trước, 15 năm trước. Khi Amazon nó đưa ra một cái công ty mang kiểu như thế này, ý nghĩa như thế này, cơ chế như thế này, các bạn có làm không? Đúng không? Các bạn có muốn sở hữu 1.000, 2.000 đô cổ phiếu không? Để rồi bây giờ các bạn có vài triệu đô la trong tài khoản không? Và chưa kể đến thu nhập của những cái margin bonus khác nữa, cả cái bên là chính khác nữa, đó là cổ phiếu. Còn khi mà Amazon nó kinh doanh ra, các bạn thấy là Amazon nó kinh doanh một năm bao nhiêu tiền
đúng không? Thì các bạn có làm hay không? Hãy nghĩ đến điều đấy. Đúng không? Hãy nghĩ đến điều đấy. Hay là Facebook cũng vậy đúng không? Các bạn thấy rằng là không dễ gì mà một công ty chưa đầy một năm mà nó đã tạo được hơn 2 triệu thành viên, chuẩn bị cán mốc 3 triệu. Nên người ta cũng phải nhìn nhận chứ đúng không? Đấy. Thời đại ngày nay tập trung vào cộng đồng, có data là có tất cả. Đúng không? Và anh em cũng có thể rằng là không phải ai cũng mua được cái cổ phiếu, phải vào đó phải làm. Phải làm, phải tạo ra cái cộng đồng thì nó mới cho cơ hội là mua 20% cổ phiếu. Đấy. Mua 20% cái số tiền đấy mua cổ phiếu. Tiếp theo, các bạn hãy nhìn nhận những cái thứ này này. Thứ nhất là thế giới nó đang thay đổi từng giây từng phút. Ok, từng giây từng phút. Nếu các bạn không thay đổi cách làm thì không bao giờ các bạn có thể bắt kịp và các bạn theo kịp người khác. Đúng không? Đừng bao giờ cản lại cái xu thế. Đó. Đừng bao giờ cản lại cái xu thế. Thì mình đã đưa ra rất nhiều lý do để cho các bạn thấy rằng là đây là một công ty có ý nghĩa nhân văn. À, những cái thứ này là cái thứ để đáng để chúng ta cho mình một cơ hội. Và đó như mình thôi, mình cũng đấu tranh tâm lý rất nhiều. Mình đã ở có nên làm hay không? Đúng không? Các bạn có thể thấy là với Facebook của mình là mình có thể tạo được vài người của đội nhóm của mình, thu nhập được vài ngàn đô một tháng. Nhưng mà mình thấy rằng đấy không thể nhân bản được rất là nhiều, không thể nhân bản được nhiều được. Đảm bảo. Bởi vì từ cái tiếng Anh này, từ cái số vốn này, và từ cái sự chịu khó, từ cái sự rủi ro thì nó không không nhiều. Mình biết là có rất nhiều người kiếm được rất nhiều tiền, đúng không? Đó, từ cái Amazon FBA của mình, nhưng không nhân bản được nhiều. Còn cái này hầu như ai cũng làm được, hầu như ai cũng làm được. Chỉ cần có quyết tâm và chỉ cần biết thay đổi mình một chút xíu. Ok. Rồi. Thời điểm này có hai cái thứ mình cần nói với các bạn nữa là thời điểm này thì là đã chuẩn bị bước vào cuộc khủng hoảng 10 năm và đặc biệt cuộc khủng hoảng này trầm trọng sau cái đại dịch Corona, thì công ty phá sản, người lao động thất nghiệp, đúng không? Thì đây là một cơ hội cho các bạn có một cái cơ hội mới để các bạn làm việc. Cái cơ hội này các bạn có thể đạt được cái target tài chính của mình mà không cần phải đi đâu cả, các bạn làm online, các bạn làm ở nhà luôn. Như mình bây giờ hiện tại thì mình cũng làm ở nhà, đây là nhà của ba mẹ mình ở quê này, mình chưa vào Sài Gòn, đội nhóm mình cũng chưa vào Sài Gòn. Đấy, hãy nhìn nhận cái đấy. Rồi cái tiếp theo là mình nghĩ là mình sẽ nói với các bạn đó là có nhiều người sẽ nói là đây là công ty Ponzi đa cấp hay gì đấy, thì các bạn mình sẽ đưa cho các bạn rất nhiều lý do đúng không? Push, Nuskin, Amway hay là sàn Binance, nó là một tầng, sàn Binance là nó một tầng. Rồi rất nhiều cái công ty bất động sản khác nó cũng đưa ra cái mô hình như này, đúng không? Và đặc biệt các bạn nhớ đây là không, nó không trả lãi, hình như các bạn thấy nó không trả lãi, không có áp lực gì cả, không áp lực gì cả, có làm thì có hưởng. Các bạn chất là gì? Là cái tiền marketing, giới thiệu user vào mà, nó tiền marketing. Nhưng các bạn thấy nè, công ty nó hay một cái này, các bạn, mình nói thẳng với các bạn luôn nè, bạn thấy không? Ở đây những công ty khác kiếm cái cộng đồng thì kiếm user thì nó phải trả tiền marketing đúng không? Đằng này nó có tiền marketing, có tiền vào mà, mình vào tham gia vào với nó, mình phải là gì? Là người thì bỏ ra tiền đúng không? Thấy không? Nó rất là hay đúng không? Không phải bỏ tiền ra marketing mà nó có tiền nữa, nó bán cổ phiếu 20% mà, đúng không? Nên các bạn phải hiểu rõ về vấn đề này, thì các bạn phải hiểu về công ty, thì các bạn nắm được thân được cái đấy, thì các bạn sẽ chia sẻ một cách dễ dàng hơn, và dễ dàng tham gia, các bạn bước chân vào đây. Đối với mình thì sau khi mình chia sẻ một vài tháng, mình thấy là đây là một cái cơ hội của các bạn thì tùy, đúng không? Nếu các bạn vào mình và tin tưởng mình thì các bạn sẽ được phép sử dụng cái video này để các bạn đưa cho những người khác, người ta sẽ hiểu được cái cơ chế hoạt động của công ty, cái ý nghĩa của công ty, rồi là cái cách để kiếm tiền, đúng không? Như thế nào? Thì những video sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn là những cái cách đăng ký này, rồi là các cái hoa hồng này, hay là các bạn vào với team mình thì mình sẽ ép vào cái nhóm kín này để vào live zoom này để chia sẻ được, là để là phân tích cho các bạn rõ này, để giải đáp thắc mắc này. Ok. Có một cái các bạn nhớ này. Thứ nhất là khi bạn giới thiệu các bạn không được hưởng hoa hồng trực tiếp nhá. Không phải mình giới thiệu là một người vào là 99 euro mình được hưởng 10% là lãi đâu, mà chỉ là hoa hồng của hệ thống cánh nhánh. Thế nên là không có hoa hồng trực tiếp. Tức là các bạn nằm ở F1 hay F10 của mình cũng được hưởng cái hoa hồng cái cánh nhánh. Đúng không? Chứ không được hưởng trực tiếp, không được hưởng trực tiếp. Đúng không? Chính vì thế hoạt động đuôi nhỏ mình rất là mạnh. Ok không? Hoạt động đuôi nhỏ rất là mạnh. Vì thế nên mình nói là ai nằm trong cái hệ thống của mình cũng được mừng. Và các bạn cũng vậy, vào join vào cái group của mình cũng mừng. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả cùng chung tay làm thì cộng đồng nó càng ngày càng lớn lên, không những 2 triệu, 3 triệu mà 50 triệu, 100 triệu, 1 tỷ người, thì lúc đó công ty làm ăn ra, mình đều có cái bệ tài chính, mình đều được hưởng. Tất cả chúng ta đều được hưởng.
đúng không? Không mắc gì chúng ta phải dần dần nhau cả. Ok, tiếp theo mình phải nói là chắc có gì vậy nha, đúng không? Tất cả đều phải đánh đổi. Để một thành công thì các bạn phải đánh đổi cái điều gì đấy, nhưng các bạn xem thử cái đó có đáng để đánh đổi không, cái mục tiêu của bạn đáng để đánh đổi những thứ, các bạn phải hy sinh những thứ để đánh đổi lấy cái đó hay không. Các bạn làm việc vì mục tiêu đó vì ai, tiền như để làm gì, để cho gia đình, để cho bản thân, để cho thành công nào đấy, đúng không? Thì các bạn xem thử là các bạn đánh đổi những thứ gì có đáng hay không. Đây là cái công thức này, các bạn nỗ lực mỗi ngày. Và mình cũng chia sẻ luôn là ví dụ như mình thay đổi rất là nhiều, đúng không? Từ khi mình làm một cái sự xây dựng thì hiện tại giờ mình thay đổi rất là nhiều. Và đặc biệt ở đây mình lấy cho bạn ví dụ là lúc trước mình không nghĩ là mình sẽ chạy bộ được như thế này, nhưng sau một tháng mình quyết tâm mình đã chạy được 11 cây, sắp tới mình sẽ chạy 21 cây và sắp tới mình sẽ chạy 42 cây. Đó là cái mình sẽ quyết tâm thay đổi bản thân mình để hướng đến những thứ tốt đẹp hơn. Và mình cũng hứa là mình sẽ cho những thứ tốt đẹp, những con người tốt đẹp để đi đồng hành cùng mình. Ok, còn bây giờ là xin chào các bạn, trong cái video này thì đã nói là kết thúc, giới thiệu tổng quan cho các bạn thấy. Còn những video tiếp theo nếu các bạn vào với tên mình sẽ hướng dẫn các bạn là đăng ký tài khoản, rồi là cái hoa hồng, rồi làm sao để phát triển cùng nhau nhanh hơn và mạnh hơn. Ok, các bạn có thể lên YouTube các bạn xem những cái video giới thiệu về nó, giới thiệu về nó. Và đặc biệt bây giờ các bạn thấy này, nếu các bạn đã xem được video này rồi thì các bạn cứ đăng ký lại một cái tài khoản, làm hay không làm cũng được. Nếu các bạn không làm thì các bạn có thể giới thiệu thầy hay, các bạn có thể cho vợ các bạn làm, các bạn nội trợ làm, hay là bạn bè của bạn làm, những người thất nghiệp làm. Mình đảm bảo là người ta sẽ có sự rất nhiều người kiếm được ra tiền này. Các bạn thấy này, ở Việt Nam này các bạn thấy này, đã có 60 hình như là 60 mấy người, 65 người hay 69 người gì đấy là có thu nhập max out là 80.000 đô, 80.000 ơ một tháng, 20.000 ơ một tuần. Các bạn thấy đấy, hãy biết là tất cả mọi thứ đang thay đổi, mọi người đang chạy với cái cuộc đua này, thì các bạn cũng cố gắng để cho mình một chân vào đấy. Ok rồi, video này kết thúc, thì những ai mà có câu hỏi thì có thể comment ở dưới hoặc là inbox cho mình nha. Ok, bye bye các bạn.